Angie xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, lâu quá rồi mình không có trở lại với lại cái đề tài của chị Thu Sao, đó là cô dâu 62. Vậy ngày hôm nay cô dâu 62 có gì mới nè? Tại sao Angie lại trở lại để nói về cái đề tài này? Mọi người cùng theo dõi nha. Có nhiều điều rất là hấp dẫn, đặc biệt là nỗi liếm tiếc cũng như là một cái bài học đắt giá cho tất cả các chị em phụ nữ mà người muốn đi làm đẹp. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé. Các anh chị ơi, trước mặt chúng ta là cái hình ảnh của cô dâu 62 mà sau khi lấy chồng. Mọi người nhìn thấy cái gương mặt của chị Thu Sao như thế nào ạ? Quá dễ thương đúng không các anh chị? Cái miệng cười rất là tươi tắn mà hai bên gò má đó, mặc dù chị ấy khi lấy chồng là đã 62 nhưng vẫn rất là đầy đặn, và mắt á, dưới đó thì cũng không có nhăn nhiều. Mình biết là chị ấy có đi thẩm mỹ nhưng mà đó là cái gương mặt của một cái người phụ nữ mà 62 tuổi mà cười không có nhăn nhiều như thế này là quá là đẹp. Các anh chị có đồng ý với lại cái nhìn của anh chị hay không? Kể cả cái mũi chị Thu Sao nhìn thấy cũng rất là ok nha. Cái chân mày cũng vậy, và kể cả cái cặp mắt thì nhìn thấy cũng rất là ổn trong cái hình này và cho cái tuổi của cái người 62. Rồi, kế đến là những bức ảnh gần đây nhất sau khi chị Thu Sao thẩm mỹ, bây giờ là chắc cũng đã gần 2 tháng rồi ạ. Anh chị nghĩ như vậy mà mọi người nhìn thấy như thế nào? Mọi người nhìn thấy đó, có cảm nhận được là chị Thu Sao có đẹp hơn hồi lúc trước hay là không? Đặc biệt là trong tấm hình này, ngưng lại đây để mình phân tích nha. Các anh chị ơi, cái tấm hình này các anh chị nhìn thấy cái cặp mắt của chị Thu Sao như thế nào? Rất là đờ đẫn. Cái cặp mắt sao mà bây giờ nó không còn tròn trịa như lúc trước nữa, mà một bên nó thì lé, một bên nó thì nó hơi vuông vuông. Mà đặc biệt cái cánh mũi thì đúng là nó có cao hơn lúc trước nhưng mà nó rất là thô, nó không có phải là một cái cánh mũi đẹp để mà mình khen được. Rồi các anh chị xem những cái bức hình kế tiếp chị Thu Sao chụp, chị ấy cố gắng mím cái miệng rất là kỹ nhưng mà vẫn thấy nó rất là méo, mà đặc biệt là cái ánh mắt của chị Thu Sao bây giờ không có đẹp giống như hồi lúc trước nữa, nó rất là lờ mờ ha, mà nó không có cảm giác là một cái người mà có cảm giác như là lanh lợi hay là sáng suốt. Và cái hình kế tiếp này thì các anh chị thấy bên cái cạnh hàm hay là không? Nó có nguyên một cái khớp luôn đó. Các anh chị có thấy không? Nó cong chứ nó không có thẳng. Cái cạnh hàm của mình phải thẳng. Đằng này cái cạnh hàm nó cong, rất là cong nha. Và các anh chị nhìn cái bức hình kế tiếp nữa, anh chị cảm thấy hết sức là tiếc cho chị Thu Sao. Như tấm hình này, các anh chị thấy đó là cái da mặt của chị Thu Sao rất là mịn, đó là tại vì chị ấy đã chỉnh sửa Photoshop rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái mặt mé bên tay bên ngoài nhìn lên mé bên tay trái các anh chị có thấy hay không? Nó lồi lõm, nó đen đốm mà nó lồi lõm rất là nhiều. Và cái mặt này thì không phải là một lần đầu tiên Angie nói, mà Angie đã đưa lên rất là nhiều những cái tấm hình lúc trước là chị ấy bị lồi lõm như vậy. Thì chứng tỏ trong cái lúc mà căng da mặt đó, người ta phải lóc thịt, lóc cái phần da, thì cái người mà bác sĩ này á, lóc không có đều để cho khi mà cái mặt nó liền lại thì nó lồi lõm, nhìn thấy rất là ghê nha. Không phải chê nhưng mà đây là những gì mà mình muốn nói để cho tất cả các anh chị và các bạn, khi mình muốn đi thẩm mỹ thì mình phải biết là cái thẩm mỹ viện nào tốt để mình ghé thăm, chứ không phải là cái nào mình cũng đi được.
Các anh chị có thấy cái tấm hình này hay không? Cái cặp mắt của chị Thu Sao rất là đờ đẫn, mặc dù chị ấy đã dán lông mi và cái miệng chị ấy đã cố gắng che lại một bên, nhưng nó vẫn còn méo, rất là méo. Và một cái điều mà mình cảm thấy hối tiếc nữa, đó là khi người ta căng da đó, người ta cắt thịt như thế nào mà tới bây giờ hai bên cánh mũi của chị ấy thì cái thịt nó vẫn quằn xuống và nó cho thấy một cái độ già. Thấy không? Nó rất là già. Cái hình này thì cái cánh mũi xấu, quá là thô. Đó. Rồi cái mắt ở dưới của cái mí dưới đó, nó rất là lồi lõm. Các anh chị có thấy cái độ lõm ở dưới cái mắt dưới hay không? Rất là sâu. Rồi cái cánh mũi thì các anh chị thấy nó khủng khiếp, to ở trên cái phần trên ngang cái cặp mắt. Làm sao mà có thể chấp nhận được khi mà một cái viện thẩm mỹ mà sửa người ta ra nè, rồi thấy nó già, nó khủng khiếp kinh hoàng luôn. Để mọi người nhìn thấy cái hình này lại một lần nữa nha. Rồi mọi người thấy làm sao? Cái hình cũ với lại cái hình mới của chị Thu Sao, hai cái hình, mọi người thấy cái hình nào đẹp hơn nè? Ngày xưa cái mặt người ta coi nè, tròn do no nóc à, và thấy cưng hết sức, thấy cưng không? Đó. Rồi bây giờ nè, nhìn thấy nè, trời ơi, già mà lồi lõm hai cái đường bên cái cánh mũi nè. Lẽ ra mới làm, bây giờ nó phải thẳng tưng mới phải chứ. Bây giờ nó có hai cái râu rồng xuống đó luôn vậy. Thì mình cũng không biết là khi họ lóc cái thịt nó họ làm như thế nào. Mà bây giờ nè, ra nhìn thấy cái mặt nè, cái hình khác cũng vậy luôn nữa. Đó, các anh chị có thấy không? Hai cái râu rồng rất là sâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cặp mắt ra lờ đờ. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái miệng người ta méo xẹo. Cái thứ tư là cái cánh mũi thô ơi là thô. Cái thứ năm nữa đó là cặp mắt đó, một bên đó thì nhỏ, một bên đó thì lớn nha. Nó lé xẹ luôn. Cho nên là bây giờ mình không có biết là cái thẩm mỹ này làm thế nào, bây giờ cái trách nhiệm ra làm sao. Sau 2 tháng rồi mình không biết là chị Thu Sao có liên hệ gì với họ hay không, nhưng mà thấy im ru bà rù, không có thấy là lên tiếng khen chê hay là cái gì hết. Thì cái đó là bên nội bộ của hai bên thì mình không có biết. Nhưng mà thật sự ra là chị Thu Sao bây giờ ra rất là xấu so với lại hồi lúc trước. Đó nha, vừa thô, vừa không đều, vừa méo, vừa lé. Cho nên nó là nó không có đẹp một cái điểm nào hết. Đặc biệt là hai bên mặt đó, chị lòi lõm rất là nhiều. Cái này mình không phải là moi móc, cũng không phải là chê, nhưng mà mình muốn nói cho mọi người biết một cái thứ nhất, đó là khi mình muốn làm cái thẩm mỹ cái mặt mình, mình phải đi tới những cái nơi mà rất là uy tín. Còn cái chỗ này người ta chỉ có làm răng thôi, còn mặt thì mình không có biết là họ đã từng làm như thế nào, nhưng mà ra rất là xấu. Rồi những cái tấm hình này là chị Thu Sao đã chỉnh sửa rất là nhiều rồi, nhưng mà mặt vẫn không ổn chút xíu nào hết. Các anh chị ơi, rồi mình cũng muốn hỏi thêm một cái nữa là vậy chị Thu Sao có dự định là mình đi bác sĩ để mà mình kiểm tra hay là mình sửa chỉnh sửa gì hay là không? Hay là chị ấy vẫn để cái mặt mình như vậy và nghĩ là 6 tháng nó sẽ ổn? Bây giờ nó đã là 2 tháng rồi mà nó không ổn thì 6 tháng nó vẫn không ổn như vậy thôi. Cái mắt của mình là nó đã một bên bự, một bên nhỏ. Rồi cái thứ hai nữa đó là nó không có thấy giống như là một người mà nhìn vào đó, mình thấy nó rất là thô, rất là xấu. Phải như chị Thu Sao hồi lúc trước, chị quá xấu thì mình không nói, chị nhìn rất là ổn hồi lúc trước nhưng mà bây giờ xấu như vậy thì mình cảm thấy là rất là tiếc. Thật sự ơi là tiếc cho tất cả những cái gì mà chị Thu Sao làm để mà làm hình ảnh cho người ta. Rồi bây giờ đó là có nói chuyện với nhau hay không, có bồi thường gì hay không thì cái đó mình không biết nha các anh chị. Nhưng mà mình cảm thấy là thật sự là tiếc cho chị Thu Sao. Còn về sức khỏe này kia thì bây giờ là mình không nói tới, thì cái đó là cái sức khỏe của chị Thu Sao. Nhưng mà về hình ảnh thì là hoàn toàn không đẹp một tí nào. Chị Thu Sao rất là giận nha, khi mà mọi người nói đó là kêu chị Thu Sao là sao méo rồi này kia thì chị Thu Sao rất là giận. Thì cái đó thì mình cũng hiểu là tại vì
đâu có ai mà muốn người khác kêu mình là một cái tên mà nó xấu xí như vậy đâu, như là sao méo hay là thu sao méo này kia, thì dĩ nhiên là chị ấy không có đồng tình thì mình thấy mình cũng 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 phải thông cảm cho chị Thu Sao. Nhưng mà thực ra bây giờ là chị Thu Sao hoàn toàn không có ổn, mình nhìn thấy là không có ổn, chị ấy nói ổn như thế nào nhưng mình thấy không có ổn và rất 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 là xấu. Cho nên các anh chị ơi, bây giờ đó anh chị muốn nói thêm một lần nữa với tất cả các anh chị và các bạn, nếu ai mà muốn đi làm thẩm mỹ thì phải nên tìm những cái nơi thật sự hết sức là uy tín, và mình đã từng nhìn thấy là bạn bè của mình, anh chị em của mình đã từng làm ở những cái nơi đó để mình cảm thấy mình an tâm hơn. Và nếu như có chuyện gì đó thì mình còn bồi thường hay là thưa kiện. Còn bây giờ cái trung tâm này bây giờ còn đang là không có giấy phép, còn đang trục trặc đủ thứ, bây giờ không biết là có thưa có kiện gì được hay không nữa. Mình đang đẹp như vậy, bây giờ mình phải chịu cái cảnh mà xấu xí như vậy. Angie không có cam tâm chút xíu nào chân. Nếu như Angie là chị Thu Sao thì Angie sẽ rất là giận và rất là bức xúc. Angie sẽ đi tới cái trung tâm đó và Angie sẽ nói chuyện với người ta bằng cách nào để mà người ta có thể chỉnh sửa hay là làm bất cứ cái gì đó Angie không cần biết, nhưng mà phải làm lại cho cái mặt của mình đẹp hơn. Chứ nếu như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Với một người mà đang xinh xắn như vậy mà bây giờ ra nó xấu ơi là xấu như vậy thì là không ổn chút nào, không được rồi. Cho nên nó là thật tình mà nói đó, thì Angie hết sức là tiếc cho chị Thu Sao và cũng nhắn nhủ tới tất cả mọi người, nếu như ai muốn làm đẹp thì phải nên tìm hiểu trước và tìm hiểu kỹ trước khi dấn thân vào làm cái bình phong hay là làm cái vật thí nghiệm cho một cái nơi nào đó, mặc dù là mình không có tiền. Nếu như không có tiền thì không làm, nhưng mà nếu như mà làm mà để mà gánh một cái hậu quả xấu xí như vậy thì là tốt hơn là không làm. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé.